Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền 1 giờ của mình á. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một con app ha, có tên là VNDC. Thì đây là cái con app mà ví điện tử ha. Thì hiện tại con app này nó có một cái sự kiện giới thiệu bạn bè ha. Thì khi mà bạn giới thiệu được một người bạn ha thì bạn sẽ nhận được 35.000 ha. VNDC tương đương với 35.000 Việt Nam đồng ha. Và cái người mà bạn giới thiệu á thì sẽ nhận được 200 VNDC tương đương với 200.000 Việt Nam đồng. Thì khi mà bạn kiếm cái đồng VNDC trên cái ví điện tử này thì bạn có thể rút đồng VNDC này về tài khoản ngân hàng của mình ha. Thì để rút tiền thì các bạn phải đăng ký cho mình một cái ví ha, tạo tài khoản ha trên ví và xác minh và liên kết tài khoản ngân hàng của mình ha. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và đăng ký ha app là VNDC này về máy để nhận cho mình 200.000 Việt Nam đồng ha, tương đương với 200 VNDC ha. Rồi thì đường link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần video mô tả để các bạn đăng ký ha. Thì sau khi bạn bấm vào cái đường link đó thì nó hiển thị cái giao diện như thế này ha. Thì bạn sẽ nhận được cái phần thưởng là 200.000 VNDC khi mà bạn đăng ký và KYC thành công. Thì có 4 bước để bạn nhận 200 VNDC. Đầu tiên là bạn tạo tài khoản ha, sau đó bạn tải app, sau đó bạn đăng nhập và xác thực tài khoản và nhận quà từ VNDC ha. Thì để tạo tài khoản, đầu tiên là bạn điền cho mình cái họ tên của bạn ha và số điện thoại hoặc là email và mật khẩu ha. Thì do tài khoản này là mình đã tạo rồi và đã nhận 200 BTC rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Do mình không có đăng ký lại để xác minh cho nên mình sẽ hướng dẫn qua web ha cho các bạn ha, để các bạn làm ha. Rồi ở phần họ tên thì bạn điền cho mình họ tên của mình ha, viết hoa không dấu ha. Rồi, số điện thoại thì bạn có thể điền cho mình cái số điện thoại hoặc là email của bạn ha, vào đây. Sau đó bạn điền cho mình cái mật khẩu. Rồi, sau đó bạn bấm cho mình đồng ý các điều khoản quy định của VNDC ha, sau đó bạn bấm đăng ký ha. Thì sau khi mà bạn bấm đăng ký xong á thì nó sẽ yêu cầu bạn là tiến hành tải app về ha. Thì rồi thì đó bạn bạn tải cái app VNDC về máy ha, sau đó bạn đăng nhập cái tài khoản mà bạn tạo bằng số điện thoại hoặc là email của bạn ha và mật khẩu của bạn đăng nhập vào app ha. Rồi thì sau khi bạn đăng nhập vào app thì bạn tiến hành xác thực tài khoản KYC ha. Thì bước này để bạn xác minh tài khoản của mình ha, để bạn có thể thực hiện giao dịch ha, mua bán ha VNDC trên này ha, hoặc bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình ha. Thì để xác thực tài khoản thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xác thực qua web ha. Do mình đã xác thực KYC rồi cho nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn qua web ha. Thì bạn nào mà xác thực hoặc là tài khoản không được á thì có thể inbox cho mình ở dưới phần video mô tả này ha. Thì mình sẽ để cái số điện thoại Zalo ha cho các bạn liên hệ ha. Rồi thì đây là cái trang web mà thông báo chính thức của cái ví điện tử VNDC ha, về yêu cầu xác thực tài khoản KYC ha trên ví ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Thì sau khi mà các bạn đã đăng 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 nhập vào cái ví điện tử VNDC rồi ha thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này ha. Thì bạn bấm cho mình, nó yêu cầu là bạn bấm cho mình ở dấu ba gạch ở góc bên trái màn hình ha. Rồi sau đó bạn kéo xuống đây, bạn bấm cho mình cái phần xác thực tài khoản KYC ha. Rồi, ở hình tiếp theo thì nó yêu cầu là bạn xác thực tài khoản ha. Thì để bắt đầu quá trình xác thực nè, bạn vui lòng chuẩn bị các tài liệu đó như là chứng minh nhân dân, hộ chiếu, như là thông tin cá nhân, ấp ảnh chứng minh nhân dân nè. Rồi, thì ở bước 3 nó yêu cầu là bạn điền cái thông tin ha. Như là quốc gia nè, Việt Nam thì bạn chọn Việt Nam ha, số chứng minh của mình,
Rồi, họ tên thì bạn điền cho mình cái họ tên của mình ha. Số chứng minh thì bạn điền cho mình số chứng minh của mình vào đây ha. Nếu mà bằng lái xe thì bạn điền cái bằng lái xe, cái số của bằng lái xe ha. Rồi, ngày tháng năm sinh bạn điền vào cho mình ha. Giới tính nam thì chọn nam, nữ thì chọn nữ ha. Sau đó bạn bấm cho mình nút tiếp theo ha. Rồi, thì bước thứ tư nó yêu cầu là bạn phải nhập cái tạo tạo tài khoản ngân hàng của mình ha, để thêm tài khoản của ngân hàng của mình vào vào đây ha, để xác minh ha. Thì để thêm tài khoản ngân hàng rồi bạn bấm cho mình cái phần là thêm tài khoản nè. Thì khi mà bạn bấm thêm tài khoản ngân hàng thì nó có cái phần là số tài khoản ngân hàng của bạn, thì bạn điền cái số tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn sử dụng cái ngân hàng nào thì bạn điền cái số tài khoản của ngân hàng vào đây ha. Sau đó bạn bấm thêm ha. Thì sau khi mà thêm thì xong thì nó sẽ hiện thị ra cái giao diện như thế này. Thì ví dụ như Techcombank thì sau khi mà thêm xong thì nó sẽ được thêm vào như thế này ha. Rồi, sau đó bước 5 thì nó yêu cầu bạn chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe hoặc là hộ chiếu ha. Sau đó bạn chụp cái ảnh ha, giấy tờ của bạn ha, mặt trước ha. Ví dụ như chứng minh nhân dân thì bạn chụp cái ảnh mặt trước chứng minh nhân dân vào đúng cái khung hình ha. Rồi sau đó nó kêu gọi là bạn chụp cái ảnh ảnh selfie ha, là cái khuôn mặt của bạn ha, chụm vào cái khung màu tròn này ha, sao cho nó khớp ha. Nó sẽ gửi cho bạn ha một cái mã OTP về cái địa chỉ email và cái số điện thoại mà bạn đăng ký á, thì bạn nhập cái mã OTP nó vào đây, sau đó bạn bấm xác minh ha. Rồi thì sau khi xác minh xong thì bạn đợi khoảng vài ngày á, thì nó tiến hành duyệt ha. Sau khi duyệt thành công thì bạn sẽ nhận được 200 VNDC ha. Rồi thì ngoài ra thì để kiếm thêm tiền từ VNDC, bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè ha, để kiếm thêm ha. Thì với mỗi lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được cho mình là 35 VNDC, tương đương với 35 Việt Nam đồng ha. Nghĩa là một một lần mời bạn bè thành công thì bạn sẽ nhận được 35.000 Việt Nam đồng ha. Thì để mời bạn bè thì bạn bấm cho mình nút ba gạch bên góc bên trái màn hình ha. Rồi ở đây nó có cái phần giới thiệu ha. Rồi sau đó bạn có một cái đường link giới thiệu ha, bạn copy cái đường link giới thiệu của mình ha để gửi cho các bạn bè bạn đăng ký ha, như những bước hồi nãy giờ mình hướng dẫn cho các bạn ha. Thì khi mà bạn bè của bạn làm những cái bước như là tạo tài khoản, đăng ký và tải app về, xác minh thành công thì bạn sẽ nhận được 35.000 Việt Nam đồng ha. Và bạn của bạn sẽ nhận được 200.000 Việt Nam đồng ha. Rồi, thì cái video của mình hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền từ con app điện tử VNDC đến đây là kết thúc ha. Thì bạn nào có câu hỏi gì có thể inbox cho mình dưới phần bình luận ha. Nếu mà các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình nút like và đăng ký kênh ha, để cập nhật lên những cái nội dung kiếm tiền mới ha. Rồi mình chúc các bạn